Xin chào các bạn và toàn cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng về cách nhận biết về những người có ba nốt ruồi trời sinh đào hoa. Vệ tinh đuổi không hết nhé các bạn, những người sở hữu nốt ruồi ở ba vị trí này thường là người có sức cuốn hút khiến người khác cảm mến từ những lần gặp đầu tiên nhé các bạn. Một, nốt ruồi đào hoa nằm trên đôi môi, theo nhân tướng học nốt ruồi nằm trên môi chính là biểu hiện của sự đào hoa, theo đó, dù là nam hay nữ sở hữu nốt ruồi này. Người đó đều được rất nhiều người theo đuổi, đường tình duyên vượng phát, có nhiều người không thấy thoải mái khi có nốt ruồi trên môi và cho rằng nốt ruồi này không có tính thẩm mỹ. Tuy nhiên đây lại là điều khiến bạn trở nên đặc biệt trong mắt người khác, đây chính là nốt ruồi duyên đem lại sự đặc biệt cuốn hút cho chủ nhân. Người sở hữu nốt ruồi đào hoa này thường giỏi ngoại giao, có tài ăn nói, theo nhân tướng học chủ nhân của nốt ruồi nằm ở trên môi thường là người đào hoa thậm chí có phần lăng nhăng. Nếu là đàn ông có nốt ruồi này, người khác phái khó lòng cưỡng lại họ bởi lời nói quá đường mật, những người này khó kiểm soát chính cảm xúc của mình, dễ rung động. Đón nhận tình cảm của đối phương dù có thể mình đã có nơi trốn, đây cũng là nguyên nhân khiến cho chủ nhân của nốt ruồi này có tỷ lệ ngoại tình khá cao nhé. 2. Nốt ruồi ở cung phu thê. Cung phu thê nằm ở vị trí từ đuôi mắt đến chân tóc mai, huyệt thái dương cũng được biết đến là cung phu thê trong thuật xem tướng. Cung phu thê còn được gọi với cái tên là cung tình cảm, theo đó, cung phu thê tốt hay xấu sẽ nói lên phần nào đường tình cảm của một con người. Người ta có thể đoán trước về đường tình duyên của một người thuận lợi hay trắc trở thông qua việc xem cung phu thê, nếu cung phu thê đầy đặn sáng bóng, đường tình duyên được cho là thuận lợi, yên ả. Nếu cung phu thê có nhiều điểm khiếm khuyết hay có nhiều nếp nhăn, chủ nhân khó lòng gặp thuận lợi trong đường tình cảm, hôn nhân dễ đứt quãng, nết cung phu thê xuất hiện nốt ruồi. Đây được xem là dấu hiệu của người có nhân duyên cực kỳ tốt, dù là nam hay nữ, người này cũng dễ dàng kết giao với người khác phái bởi nét duyên thầm, tuy nhiên. Chính điều này cũng khiến chủ nhân dễ nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng, nhất là sau khi lập gia đình, người có nốt ruồi ở cung phu thê cần cẩn trọng kẻo vướng vào quan hệ tay ba nhé các bạn. 3. Nốt ruồi nằm gần khu vực mắt. Những người có nốt ruồi ở gần khu vực mắt trời sinh lạc quan vui vẻ tính cách hướng ngoại, với họ, điều tuyệt vời nhất là được khám phá những thứ mới mẻ. Họ không thích sự gò bó và không muốn bị ràng buộc. Trong nhân tướng học, những người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường rất đào hoa, trong tình yêu họ cũng thích sự tự do, dễ có mới nới cũ. Thiếu sự kiên định, chung thủy, nếu chủ nhân là nữ, người này hành động khá tùy tiện, thích những nơi náo nhiệt, sống theo sự mách bảo của con tim nhiều hơn là lý trí. Những nốt ruồi đào hoa đem đến nhân duyên tốt cho người sở hữu, khiến họ luôn thu hút được ánh nhìn từ phía người khác phái, tuy nhiên đây cũng như con dao hai lưỡi. Nếu chủ nhân không biết phân định ranh giới rõ ràng, làm chủ cảm xúc của mình thì sự đào hoa có thể khiến họ phải đau khổ vì tình yêu nhé.